lâu ngày không gặp, sao nhìn mày ôm nhom nít vậy? Tình hình chung đó đại ca ơi. Sao 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 sao? Có chuyện gì? Kể tao nghe coi, rồi tao xử. Tự nhiên có lũ rùa trắng ở đâu bay đến, giành hết địa bàn, còn đánh đuổi tụi em nữa. Hả? Rùa trắng sao? Tao cũng sợ, muốn ngồi gì tụi ấy. Đại ca phải giúp em, không thì em chết mất. Thôi được rồi, mày với mấy đứa khác á, cứ qua chỗ tao mới tìm được đi. Ở đâu vậy đại ca? Vườn nhà đốc tao khỏe đó. Mày cảm thấy chỗ vườn nhà đốc tao khỏe như thế nào hả? Mấy đứa em của em thích lắm luôn đó đại ca ơi. Tốt lắm. Tụi mày có thấy đám cờ đó đang kêu mà? Em thấy rồi, nhìn mướt lắm luôn. Chuẩn bị 1, 2, 3, xuất phát đây. Ôi, đau quá. Sao mà đau dữ vậy ta? Tao được mày rồi, rồi. À, đau quá. Cà rốt, cà rốt ơi, em bị làm sao vậy? Sao mà chạy thục mạng vậy? Có ai rượt em hả? Chị Phương Trang ơi, em mới bị lũ ruồi cắn. Ôi kìa, chị thấy em bị chảy máu rồi kìa. Bây giờ đi theo chị tới nhà Dr. Khỏe, nhờ Dr. Khỏe giúp em nghe. Đi lẹ lên em. Dạ vâng. Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe, có chuyện gấp lắm rồi, ra đây cứu người mau lên. Hả? Có chuyện gì mà Dân Trang hớt ha hớt hải vậy? Dr. Khỏe ơi, giúp em cà rốt nhanh lên đi. Em cà rốt bị lũ ruồi cắn tới chảy máu luôn rồi kìa. Dr. Khỏe ơi, bụng con quặn đau luôn á. À, với những triệu chứng như vậy, Dr. Khỏe chuẩn đoán là con bị kiết lỵ rồi cà rốt. Là kiết lỵ? Trời ơi, theo như thông tin mà Vân Trang được biết, thì khi mà bị bệnh kiết lỵ, nếu như không kịp điều trị thì sẽ rất dễ gây ra những biến chứng như là bị thủng ruột nè, xuất huyết tiêu hóa nè, hay là bị lòng ruột. Trời ơi, nguy hiểm lắm, đúng không Dr. Khỏe? Nè, những điều mà chị Vân Trang nói chính xác đó nha. Dr. Khỏe ơi, nghĩ cách giúp con với ha. Yên tâm nha cà rốt, Dr. Khỏe có cách giúp con rồi, không sao đâu. Ồ, nhưng mà có cách gì? Dr. Khỏe giúp giùm cho cà rốt đi. Đó chính là dùng củ lùng. Củ lùng ơi, ra giúp Dr. Khỏe một tay đi nè. Dạ, Dr. Khỏe gọi con. Có con đây ạ. Ủa, anh cà rốt bị gì thế ạ? Củ lùng ơi, cà rốt bị ruồi bu cắn cho nên mới bị kiết lỵ. Ra nông nổi như thế này tội nghiệp cà rốt quá. Em giúp cà rốt với. Con lấy một chút canh củ lùng cho cà rốt uống nha. Dạ, Dr. Khỏe, con đi lấy liền. Em củ lùng nhìn dễ cưng quá hả Dr. Khỏe ơi? Chắc là quen thổ nhưỡng ở đất vườn nhà Dr. Khỏe đó. Đúng rồi đó Dân Trang, củ lùng không còn nhút nhát và tự ti như lúc trước nữa. Đây là canh củ lùng, anh cà rốt mau dùng ngay đi để nhanh hết bệnh nha. Cảm ơn em nha củ lùng, anh xúc động quá. Quý vị ơi, nếu như chúng ta có những dấu hiệu thấy được triệu chứng trở nặng của bệnh kiết lỵ thì chúng ta phải tới ngay những cơ sở y tế để thăm khám bệnh. Còn những bài thuốc điều trị kiết lỵ từ củ lùng chỉ là một phương pháp, một bài thuốc để chúng ta tham khảo thôi nhé. Bây giờ, Dân Trang đi cùng Dr. Khỏe ra vườn để truy tìm và diệt trừ lũ ruồi gây bệnh kiết lỵ không nè. Nhất trí, bây giờ Vân Trang và Dr. Khỏe sẽ đi ngay. Nhưng trước khi đi, ta phải chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả thôi. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Xin chào tạm biệt.